Xin chào anh em, như tất cả cũng đã biết rồi thì thời gian qua mình có tham gia giải đấu do Cả Bóng Đá tổ chức và mình đã thi đấu cho đội của team Chris Devil Gamer. Tại giải đấu này thì team Chris Devil Gamer đã đạt giải nhì. Bản thân mình cũng có vài pha bóng cũng khá hay ho. Hôm nay mình làm video clip này để tổng hợp các tình huống của mình tại giải đấu này cho anh em cùng xem nhé. Sau đây là màn trình diễn của Phạm Trọng Thi, mời anh em thưởng thức. Như đã thông báo thì là trong buổi sáng ngày hôm nay, bảng A và bảng B sẽ liên tục diễn ra hai trận đấu cùng giờ và chúng tôi sẽ trực tiếp bình luận xen kẽ AB. Và chúng ta thấy đội hình của Chris Devil Gamer rất đông. Chris Devil Gamer là đội bóng sẽ thi đấu trong bộ trang phục toàn đen và có một điểm nhấn màu hường rất là dễ thương. Và bên phía đội bóng mặc áo màu xanh da trời và màu trắng đó là Penya Corona Hà Nội. Như vậy lúc này trận đấu đầu tiên của bảng A giữa Chris Devil Gamer và Penya Corona Hà Nội vừa được bắt đầu. Và bất kỳ một sai lầm nào đều sẽ phải trả giá bằng những cơ hội rất nguy hiểm, tình huống tấn công của Trọng Thi và không thành công. Đó là cú dứt điểm đầu tiên của trận đấu, một tình huống phối hợp rất bài bản. Rất trống trải, cơ hội không được. Các cầu thủ Panja Pograna Hà Nội đã tổ chức bắt người và phòng ngự dưới sân nhà rất tốt. Có một quả đá biên dành cho Chris Devil Gamer. Rất hay. Xuân Hùng. Đường chuyền vừa rồi của Ngọc Lành. Rất bình tĩnh phối hợp. Bóng vẫn trong chân các cầu thủ áo đen. Chuyền đến từ xa, rất nguy hiểm. Đó là nỗ lực dứt điểm của Xuân Hùng. Bóng vẫn trong chân các cầu thủ Chris Devil Gamer. Đây là Hoàng Nhân. Trọng Thi rất hay. Một pha nhả bóng để tuyến dưới băng lên dứt điểm. Cầu thủ vừa có pha dứt điểm là số 17 Ngọc Lành. Ở giải đấu này thì Kim Messi đóng vai trò là huấn luyện viên, không được tham gia thi đấu. Ai kêu gắn mắt siêu phủ anh chi, đi đâu cũng bị cấm, lều lều. Rất hay, Ngọc Lành. Trọng Thi không được. Tỷ số là 1-0 dành cho Chris Devil Gamer. Cầu thủ đã mở tỷ số trận đấu là phía Quang Ngọc Lành. Nếu như Ngọc Lành không dứt điểm trong tình huống vừa rồi thì cũng đã có Chris Vang ở đằng sau. Có đến hai chiếc áo đen đứng ở cột 2 và bàn thắng mở tỷ số đã đến với các cầu thủ Chris Devil Gamer 1-0. Quả là một pha kiến tạo có 2-1. Hoàng Nhân. Trọng Thi. Pha xử lý của Xuân Hùng rất căng. Bóng vẫn trong cuộc. Đá biên dành cho Chris Devil Gamer. Trọng Thi. Hai cú dứt điểm ở ngay đầu hiệp 2, Chris Phan. Vẫn là cao thủ và đường truyền về của Trọng Thi. Ngọc Lành. Trọng Thi. Như vậy bộ khung ở đội hình xuất phát trong hiệp thi đấu đầu tiên đã quay trở lại với Chris Devil Gamer. Ngọc Lành. Trọng Thi. Lợi thế dành cho cầu thủ đen Trọng Thi. Cầu thủ bị phạm lỗi bên phía Chris Devil Gamer đó là 22 Hoàng Nhân. Xuân Hùng. Hoàng Nhân. Trọng Thi. Rất hay. Nhưng chưa phải tình huống bật xuống chéo. Vẫn là cao thủ Chris Devil Gamer. Hoàng Nhân giữ bóng tốt. Với một bàn thắng nhận trước vào lúc này thì đội bóng của Chris Devil Gamer đã chủ động chơi phòng ngự phản công. Như vậy là lúc này trận đấu cũng đã khép lại. Xin chúc mừng Chris Devil Gamer, đội bóng đã có được 3 điểm đầu tiên trong trận đấu mở màn của bảng A. Một trận đấu cũng phải nói là rất hay của Benja Florana. Tuy nhiên rất đáng tiếc khi mà họ lại không thể chuyển hóa những cơ hội của mình thành bàn thắng. Không thể chuyển hóa được cơ hội thành bàn thắng, cũng phải thôi. Vì trận đấu này thủ môn Nguyễn Thành Khoa đã thể hiện quá xuất sắc. Cùng xem lại những pha cú thua quá hay quá tuyệt vời của thủ môn Nguyễn Thành Khoa ngay sau đây nhé. Hoàng Tâm.
cú đá khá căng. Đường truyền vừa rồi là của Quân Sắc. Dứt điểm này rất căng. Thủ môn bên phía đối diện cũng tỏ ra mình xuất sắc không kém người đồng nghiệp bên kia chiến tuyến. Cơ hội phản công, Cường Vinh 2-2, không được. Một pha cứu thua xuất sắc của Thành Khoa. Đường truyền của Hoàng Cầm Cối, dứt điểm vẫn chưa thể vượt qua được thủ môn Thành Khoa. Đường truyền dành cho Chris Phan đã không thành công và phản công dành cho thủ Pena. Lần này thì Thành Khoa đã rất chủ động ra. Hoàng Tâm không được, vẫn có cơ hội. Tiếp tục là một pha bỏ lỡ cơ hội nữa của Quân Sắc. Phản công dành cho Pena. Thủ môn Thành Khoa tôi thiếu rồi đã khép góc từ trước. Anh rất chủ động và giang cả hai tay ra luôn. Phản công không được, không được. Đường trước quả đá phạt lúc này là Văn Xuân. Văn Xuân sẽ có một quả phạt góc dành cho cầu thủ Pena. Chris Gable Gamer và Chelsea FC Hồ Chí Minh City, họ sẽ bước vào trận đấu tiếp theo của bảng A này. Xin nhắc lại tình hình ở bảng A vào lúc này, đội RFCZ Real Madrid đang tạm dẫn đầu với 3 điểm. Chris Gable Gamer xếp thứ 2 cùng với 3 điểm. Pena đứng thứ 3 với 0 điểm và Chelsea vẫn chưa có được điểm nào. Trận đấu đã bắt đầu rồi. Ngọc Anh, Trọng Thi, Ngọc Anh, Chris Phan. Chris Phan bị vây rất chặt. Trọng Thi, cầu thủ Chelsea đang chơi áp sát và pressing rất gắt. Đường truyền của Xuân Hùng, Ngọc Anh tiếp tục. Của Xuân Hùng, cầu thủ thi đấu rất nổi bật ở trận đấu ra quân của cầu thủ áo đen. Không được, vẫn là Xuân Hùng, không vào. Vâng ạ, thiếu một chút nữa thôi thì Chris Phan đã có bàn thắng rồi. Đã kiểm rất khỏe. Tuy nhiên tình huống rồi thì đã có tình huống bỏ lót rất tốt của Xuân Hùng. Chris Phan, Xuân Hùng là lấy bóng hay của Ngọc Anh. Chris Phan đang di chuyển, đã có tình huống phạm lỗi đến từ vị trí của cầu thủ CFC. Trọng tài ngay lập tức rút thẻ vàng dành cho cầu thủ mã số 5, đó là Nghĩa Chí. Ngọc Anh, Trọng Thi. Như vậy đã có thắng rồi. Một cú dứt điểm không vừa quá mạnh nhưng nó lại đủ hiểm để có thể mở bát dành cho các cầu thủ Chris Devil Gamer. Một tình huống phối hợp đá phạt chắc chắn đã được tập luyện và rất thành thục. Trọng Thi là người đã có cú dứt điểm vào vị trí mà thủ môn của các cầu thủ CFC đã bất ngờ và có chút giật mình. Thực ra ở pha này thì mình chuyền banh cho thủ môn bị lỗi nên thành bàn thắng đó chứ. Chứ quả này mà đá chuẩn thì xác định có mà bắn chim. Ngọc Anh, Chris Phan. Tiếp tục là Ngọc Anh, Trọng Thi. Không được. Vâng, để nói trong trang phục này thì cao thủ bên phía CFC nhìn thể hình của họ rất vâm. Trọng Thi pha lấy bóng của Xuân Hùng. Tiếp tục của Trọng Thi, Xuân Hùng quyết định dứt điểm này. Một pha chuyền bóng có mắt sau lưng của Trọng Thi. Từ nay mình có nickname mới nhé, Thì Ba Mắt. Đây sẽ là cơ hội dành cho phía cao thủ. Trọng tài cho rằng không có tình huống. Hoàng Đại, tới. Hoàng Nhân là người đã dứt điểm thành công. Vâng, liên tiếp hai pha phản công rất nhanh và bàn thắng đã đến với phía cao thủ Chris Devil Gamer. Sau khi chết lại va thì đúng là không hề có chạm tay, bàn thắng sau đó hợp lệ. Cao thủ CFC họ vẫn rất quyết tâm. Và tranh bóng của Chris Phan. Tiếp tục ở Trọng Thi. Đá bóng không có khóc nha anh bạn song sinh mặc áo số 19 kia. Và cắt bóng là của Trọng Thi. Quyết định dứt điểm ngay. Trọng Thi cũng là người đã mở tỷ số trận đấu ngày hôm nay. Thành Khoa phá rất dứt khoát. Thêm tình huống đá biên dành cho cao thủ Chris Devil Gamer. Trọng Thi tiếp tục của Trọng Thi rất bình tĩnh, nguy hiểm. Vâng, bóng đã đập người một hậu vệ của các thủ CFC và đổi hướng khiến cho thủ môn bị rất mông lung trong tình huống đỡ bóng. Chris Phan, tình huống phối hợp chưa hiểu ý nhau. Tấn công dành cho thủ CFC, nỗ lực tranh cướp bóng rất tốt của Trọng Thi.
tấn công nhìn tới Chelsea. Rất nguy hiểm. Cầu thủ CFC họ cần phải triển khai bóng nhanh hơn chút. Hơi chân trở dưới. Không được. Và phòng ngự tốt của Xuân Hùng, và đây là trọng thi. Tiếp tục là trọng thi. Không thành công. Một cú dứt điểm có phần tinh tế. Tuy nhiên bóng này đi chưa chính xác. Trước đó trọng thi cũng đã mở bát bằng một cú dứt điểm. Trọng thi. Vương Phúc Thọ đã cản phá rất tốt. Đá biên dành cho các thủ áo đen. Rất khẩn trương. Rồi, như vậy là gọi thắng rồi, và đó là Ngọc Lành, cái tên quen thuộc trong màu áo của Chris Level Gamer. Một cú dứt điểm kỹ thuật và hạ gục được thủ thành bên phía CFC. Một pha phối hợp quá nhanh, quá nguy hiểm của Trọng Thi và Ngọc Lành. Thậm chí có thêm cả sự hưng phấn nữa. Xuân Hùng, Ngọc Lành, Trọng Thi, Ngọc Lành, Xuân Hùng, Ngọc Lành, Quý Phan, Ngọc Lành. Rất đơn giản, vâng. Lần này thì Quý Phan là người đã kiến tạo, và Ngọc Lành có bàn thắng tiếp theo trận đấu này, trận đấu bàn thắng thứ hai trong hiệp thi đấu thứ hai. Thời điểm này thì cao thủ Chris Devil Gamer thậm chí còn định thử nghiệm thêm cả thủ môn nữa. Trọng Thi, Trọng Thi. Vâng, bây giờ thì Trọng Thi bắt đầu sử dụng freestyle rồi. Xuân Hùng, Xuân Hùng, rất căng. May quá, không bị đá gãy giò. Chắc là nhờ mối quan hệ tốt với ông bầu của đội Chelsea Hồ Chí Minh. Này, các cầu thủ bên phía áo đen đã lùi về rất nhanh. Ngọc Lành, Xuân Hùng, Chí Bảo đã lao ra rất xa, và bàn thắng đã đến với Trọng Thi. Vâng, anh cũng là người mở tỷ số, và rồi thêm bàn thắng nữa dành cho các thủ Chris Devil Gamer. Cú đúp dành cho Trọng Thi. Pha này mà đá ra ngoài thì kiếm cái hố mà chui xuống nha anh bạn. Đội bóng của Chris Van có một chiến thắng rất đậm đà với tỷ số 5-0 trước các cầu thủ Chelsea. Sau hai trận đấu vòng bảng thì mình lập tức lên xe đi Bến Tre, nên không đá được trận đấu thứ ba và cả trận bán kết luôn. Thôi thì anh em xem tạm mấy bàn thắng của đội mình ở hai trận đấu này đỡ nhé. Hoàng Nhân, không được. Hoàng Đại, Ngọc Lan, các cầu thủ Chris Devil Gamer vẫn đang chơi rất chắc chắn ở phần sân nhà. Quá người Hoàng Nhân, quá đẳng cấp. Chris Phan là người đã tập sút phạt đền rất nhiều. Chris Phan vào quốc cường, rất căng, và đã có thắng thứ ba dành cho các cầu thủ Chris Devil Gamer. Như vậy Trần Minh Lộc đã không thành công với cú đá của mình, và người sắm vai người hùng ở loạt đá quyết định của Chris Devil Gamer đó là Ngọc Lành. Tại trận chung kết, mình vừa từ Bến Tre trở về sân kịp lúc trận đấu bắt đầu, mình không có khởi động mà vào đá luôn, bắt nhịp trận đấu không kịp nên bị huấn luyện viên KMC thay ra ngoài rồi làm khán giả cho toàn bộ trận đấu này. Đội mình thất bại với tỷ số 2-4, đạt huy chương bạc toàn giải. Hai bàn thắng của đội mình cũng rất đẹp, mời anh em xem ngay sau đây. Với sự góp mặt của Ngọc Lành thì dẫn đường lên bóng của Chris Devil Gamer sẽ trở nên thanh thoát hơn rất nhiều. Nguy hiểm quá, Hoàng Đại. Tỷ số rụt ngang xuống còn 1-3. Bàn thắng đã được công nhận, bàn thắng đã được công nhận. Sau khi họ dồn đội hình lên đá năm. Ngọc Lành. Đây là Hoàng Nhân.
lại là Ngọc Lâm. Xuân Hùng đang di chuyển phía trong, Hoàng Đại tìm kiếm khoảng trống. Một cú ra chân rất bất ngờ của Hoàng Đại. Sau rất nhiều nỗ lực, tỷ số đã được rút ngắn xuống còn 2-3 cho Chris Devil Gamer. Trận chung kết của chúng ta vẫn còn. Và như vậy là trận chung kết của chúng ta cũng đã khép lại với tỷ số 4-2. Tuy nhiên thì trong bóng đá xuất sắc thôi là chưa đủ, chúng ta cần có may mắn nữa. Và may mắn phần nào đã đứng về phía các cầu thủ Arsenal Sài Gòn khi họ phần nào đó gặp may trong hai bàn thắng đầu tiên. Ok, vậy là kết thúc giải đấu của cả bóng đá với một kết quả rất thỏa mãn dành cho bản thân. Mục tiêu của mình cũng như của Chris Fan đó là chỉ mong vượt qua khỏi dòng giữ xe mà thôi. Lấy được cái hạng nhì, thế là vui quá rồi. Qua đây cũng cảm ơn Phước Nhân và Tuyền Văn Hóa đã dành những lời bình luận quá sức có cánh dành cho Phạm Trọng Thi cùng với đội của Chris Devil Gamer. Hy vọng trong tương lai sẽ có dịp tham dự những giải đấu tương tự như thế này. Video kênh đây là kết thúc. Anh em thấy hay thì like và share nhé. Đừng quên đăng ký kênh để xem tiếp các video clip khác từ kênh của TV Tài Soccer. Xin chào và hẹn gặp lại.